Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Phúc Khang đến viếng mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thì Phúc Khang cũng đến một ngôi mộ mới nha cô chú anh chị. Thì mộ này chưa có xây. Thì Phúc Khang cũng chưa biết tên, thì nghe em Tài với em 66 ở Tài 66 và em của Bắp gọi là ông ngoại, thì Phúc Khang cũng đến đây. Phúc Khang cũng đến đây quay cũng chia sẻ đến cô chú anh chị ngôi mộ mới nha cô chú anh chị, để Phúc Khang hỏi em Cù Bắp là ngôi mộ này như thế nào cho cô chú anh chị. Em Cù Bắp ơi, thì anh hôm nay đến đây thì quay tại mộ nghệ sĩ Vũ Linh đó, thì anh nghe trên các kênh các video của em với Tài á, thì gọi là mộ ông ngoại, thì cho anh xin phép hỏi là mộ ông ngoại thì tên tuổi như thế nào cho anh biết và quý khán giả biết được không em? Dạ em cũng biết đôi chút về ông ngoại. Thì ông ngoại, tụi em kêu ông ngoại bởi vì là ông đã 94 tuổi. Ông ngoại tên thật là Dương Văn Ngộ. Dương Văn Ngộ. Dạ Dương Văn Ngộ. Ông là người viết thư tay cuối cùng của Việt Nam mình. Đã viết qua hai thế hệ ha. Ở ngoài bưu điện Sài Gòn của mình. Thì ông được vào VK. Hôm bữa là có dán một cái hình của ông ngoại ở ngoài đó. Thì em có coi, thì trên đường em về ở bên đường xe buýt Nghệ Tỉnh là 122/7 ở đường Phan Nhân Hân, phường 7 quận Bình Thạnh. Em có ghé vô là để thắp cho ông ngoại một cây nhang. Và em cũng được biết là ông ngoại là an táng tại nghĩa trang Bình Dương mình ở đây. Thì bên kia là đường của cậu Năm. Vì gia đình cũng xa và bận biểu này kia nọ, với lại con của ông ngoại cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Cho nên là hàng ngày thì em và Tài sẽ ở đây để chăm sóc mộ của ông ngoại và mộ của cậu Năm, thì giống như là cậu Năm hồi xưa vậy thôi. Vậy đó. Thì ông ngoại mất là không phải là do bệnh tật, mà là do ông ngoại lớn tuổi quá, già. Có nghĩa là bệnh già, có nghĩa là già. Già yếu mắt. Thì ông ngoại lúc 90 tuổi còn đi đạp xe để đi viết thư tay cho quý cô chú anh chị. Rồi ok, thì anh cũng cảm ơn em để anh xem được, biết được cái những cái thông tin để chia sẻ cho quý khán giả xem ha. Dạ. Bây giờ em cũng xin phép cả nhà mình em dọn dẹp một. Rồi ok em. Đây cô chú anh chị thì anh đang phỏng vấn một người mà anh biết anh này biết gì thông tin của ngoại không? Thì nói chung là em biết cái gì thì em chia sẻ cái đó, còn nếu như không? Mà Tài biết thêm thì chia sẻ thông tin thêm để cho bà con cô bác biết ha. Thì đây. Đây là ngôi mộ mới, thì Phúc Khang cũng nghe Tài và Cùi Bắp 365 thì thường gọi là ông ngoại đó. Thì Phúc Khang hôm nay cũng sẵn dịp đến viếng và chia sẻ đến cho quý bà con cô bác biết, thì những cái thông tin thì thật ra cũng rất là đáng trân trọng cô chú anh chị. Ông ngoại ở đây là ngày xưa còn sống thì viết thư tay, thì theo như em Cùi Bắp 365 mới vừa chia sẻ, còn đây là công việc hàng ngày của hai em Tài 66 và Cù Bắp đó. lau chùi đèn nhang, cúng trà cúng nước nha cô chú anh chị, đó những cái công việc thật ra là rất là đáng trân trọng đáng quý với cô chú anh chị. Có những cái công việc thì mình làm không phải là vì tiền nha cô chú anh chị đó, các em thì chào chú Tiểu, các em thì cũng làm về cái giống như là một cái tình nguyện thôi. Thì giống như em của Bắp 365, em làm thì kênh em cũng đâu có kiếm tiền gì trên đó. Kênh em cũng mới vừa được đủ lượt khán giả đăng ký, cô chú anh chị đăng ký, cũng như là một cái số mà lượt xem được 4.000 giờ. Thì hôm nay em chính thức được làm một cái đối tác từ YouTube như cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị và các bạn cũng xem và cũng ủng hộ cho hai em ở đây nha cô chú anh chị. Thì Phúc Khang thì khi nào công việc rảnh ở xưởng may Phúc Khang thì Phúc Khang sẽ đến. Đăng ký kênh của Tài 66 Vlog. Thì cô chú thương yêu em Tài cũng như là em Cùi Bắp 365 thì hãy ủng hộ cho em Tài, em Phúc, đăng ký cho Phúc Khang một like, một đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Kênh hai em này giờ là hầu như là nhiều lắm rồi cô chú anh chị ơi, quá trời lượt đăng ký, quá trời lượt xem rồi. Của Phúc Khang không ai biết hết. Thì đó, hôm nay Phúc Khang sẽ chia sẻ hai em đó. Thì cô chú anh chị và thương em Tài và thương em Cù Bắp thì đăng ký cho Phúc Khang một like, một đăng ký và một like nha cô chú anh chị đó. Cô chú anh chị thấy Phúc Khang nói thì có hợp lý không cô chú anh chị? Thương Cùi Bắp thì đăng ký kênh Phúc Khang và ủng hộ Phúc Khang một like ha cô chú anh chị. Hai like đi. Hai like. Được không?
Được, hai like, ok, hai like là quay lại không like. Hai like là không like đó anh. Đó. Bấm like cái nữa là không like. Thì hôm nay Phúc Khang cũng có dịp đến viếng mộ thì một nghệ sĩ Vũ Linh, thì Phúc Khang sẽ ghé viếng mộ ông ngoại luôn ha cô chú anh chị. Thì hai em đây gọi là ông ngoại. Ủa tấm hình ngoài đây còn không em cụ ấp? Dạ còn, ở ngoài còn hả? Ở bên thì tay phải của mình à. Thì Phúc Khang sẽ quay ra quay một cái tấm hình của ông ngoại như thế nào hả cô chú anh chị. Thì đây nha cô chú anh chị, đây là hoa viên Bình Dương thành kính Phan Vu Phan U hả? Cụ ông Dương Văn Ngọ sinh ngày một sinh năm 1930 tại thành phố Hồ Chí Minh, từ trần vào lúc 20 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 6 năm Quý Mão. Ông hưởng đại thọ 94 tuổi, linh cữu an táng tại linh cữu hoàng tại 122/76 Phan Văn Hân, phường 17 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi thức động quan lúc 6 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 19 tháng 6 năm Quý Mão. Linh cữu được an táng tại Hoa Viên Bình Dương hay cô chú anh chị. Đó thì đây Phúc Khang cũng quay và cũng có những cái thông tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn. Thì theo thông tin thì em cụ bắp 3 số 5 có chia sẻ là ngày xưa ông sống thì ông có làm một cái công việc là viết thư tay cho bà con cô bác. Đó, cho nên là thì ông cũng được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên. Còn bên đây là Hoa Viên Bình Dương thành kính Phan U, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ở đây là những thông tin. Thì ở đây là những cái tấm ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh và có một cái bia đá là đường nghệ sĩ ha cô chú anh chị. Đó, đường nghệ sĩ. Thì hôm nay Phúc Khang sẽ quay từ ngoài đường nghệ sĩ vô cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì theo Phúc Khang cũng lên đây cũng quay cũng nhiều lần. Thì ở trên Hoa Viên Bình Dương thì mỗi cái chỗ là an táng thì trước khi mà xây mộ xong chưa xong thì có một cái mái che để che chắn nha cô chú anh chị, che chắn nắng mưa. Đó. Thì công việc của hai em đó, hiện bây giờ là hai em ngày nào cũng đến là lau chùi thắp nhang cúng nước cho ông ngoại đây. Thì Phúc Khang sẽ vào viếng mộ nghệ sĩ trước khi ra về nha cô chú anh chị. Thì lúc nãy thì Phúc Khang cũng có đã thắp nhang rồi. Thì trong đây Phúc Khang cũng thấy là cũng có đang bài biện cúng gì đây để Phúc Khang vào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì xong rồi Phúc Khang sẽ về nha cô chú anh chị. Hello 8 người, hello 8 người, 8 like nha. Cho khen lên là like chú anh chị ơi. Ủa đâu có biết tới đâu. Cho khen like, khen cảm ơn cả nhà ơi. Về nhà rồi. À anh về nhà rồi hả? Ok anh luôn.
rồi. Cúng ngon, cúng em chỉ cho. Có cô chú là Hương khen cho khen like và chia sẻ nha cả nhà. Ủa mình có đi khắp hương xung quanh không mà làm hết? Tấu. Dạ. Ok. Hương tóc em bay bay không ngại gì à. Nhà em con chó vậy. Hương vô cho like đi chứ. Vô cho like cái đi hả like. Trời ơi nó lên lùn. Đâu, ốc lên đây chịu nổi không lên luôn.